Thưa quý vị, thưa các bạn, Tuyên Quang đang là vùng đất hứa cho các sản phẩm chè sạch xuất khẩu. Với khí hậu và thổ nhưỡng phù hợp, đặc sản chè núi Kia Tăng, hương vị đậm đà, thơm ngon, có giá cao gấp nhiều lần các loại chè truyền thống, đã nhân lên thương hiệu chè của Tuyên Quang. Tại xã Hồng Thái, hiện còn duy trì trên 60 hectare chè San Tuyết. Với giá thu mua ổn định của Hợp tác xã Sơn Trà, nhiều hộ gia đình xã Hồng Thái, huyện Na Hang đã phát triển kinh tế hiệu quả với cây trồng này. Hiện nay, xã Hồng Thái đã quy hoạch mở rộng trồng thêm 40 hectare cây chè San Tuyết, đảm bảo vùng nguyên liệu chế biến chè đặc sản của địa phương. Cây chè thế là cây chủ lực mà chính là cây sản phẩm ô cốp đã được công nhận. Và thứ hai là cái hợp tác xã Sơn Trà sẽ mở rộng quy mô về sản xuất, trong đó có thể phát triển cây chè lên khoảng từ 40 đến 50 ha nữa, thì đã đưa vào cái đầu tư trung hạn dài hạn xây dựng chuỗi giá trị cho sản phẩm. Từ chỗ chỉ có 19 thành viên, sau vài năm thành lập, Hợp tác xã sản xuất chè xanh Làng Bát, xã Tân Thành, huyện Hàm Yên đã thu hút gần 50 thành viên tham gia sản xuất chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Bình quân mỗi năm, Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ trên 60 tấn chè khô, lợi nhuận trên 3 tỷ đồng. Cùng với sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, các biện pháp sản xuất an toàn, sạch và ưu việt được áp dụng đem đến với người trồng chè Làng Bát một cách triệt để và đồng bộ hơn. Từ việc áp dụng mô hình quản lý dịch hại tổng hợp IPM trên cây chè đến sản xuất theo hướng hữu cơ, toàn bộ 30 ha chè Việt Gáp của người dân thôn 3 và thôn 5 Làng Bát đã không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật mà chuyển sang sử dụng các chế phẩm vi sinh, sử dụng phân hữu cơ bón cho chè. Nhờ đó, chè xanh Làng Bát nổi tiếng bởi đặc trưng nước chè xanh mát, thơm dịu, ngày càng được người tiêu dùng biết đến nhiều hơn. Để mà duy trì và nâng cao cái chất lượng sản phẩm cũng như là cái uy tín và cái thương hiệu chè Làng Bát ấy, thì chúng tôi sẽ cố gắng duy trì cái khoa học kỹ thuật ứng dụng trong lao động sản xuất để nâng cao về chất lượng, giới thiệu sản phẩm đi một số tỉnh miền Nam và miền Trung. Trước đây, việc sản xuất chè của Hợp tác xã Dịch vụ Sản xuất Nông nghiệp Sử Anh còn nhỏ lẻ manh mún, chưa quan tâm chú trọng đầu tư khoa học kỹ thuật nên hiệu quả kinh tế không cao. Để đáp ứng với yêu cầu thị trường, Hợp tác xã đã đổi mới quản lý từ khâu sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm, tích cực áp dụng các quy trình kỹ thuật sản xuất thâm canh theo tiêu chuẩn Việt Gáp các loại chè đặc sản Ngọc Thúy, Bát Tiên. Với hơn 30 ha, mỗi năm Hợp tác xã cung ứng 30 tấn chè khô ra thị trường. Hợp tác xã cũng chú trọng hoàn thiện về mẫu mã bao bì, tem truy xuất nguồn gốc, giúp người tiêu dùng tin tưởng và tạo uy tín trên thị trường. Cái sản phẩm của chúng ta là phải từ khâu chăm sóc, chế biến, làm nào cho nó đúng theo quy trình sản xuất ra từng loại chè và nó ra được một cái chất lượng, cái hương vị đặc trưng của cái sản phẩm đó thì nó mới tạo lên được một cái thế mạnh riêng. Tại xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, gia đình chị Nguyễn Ngọc Thúy là một trong 500 hộ dân tham gia chuỗi giá trị chè an toàn, bền vững, chất lượng trên cơ sở liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp được công ty cổ phần chè Mỹ Lâm triển khai 3 năm qua. Thu nhập được tăng lên từ 30 đến 40%, đảm bảo sức khỏe cho bản thân, gia đình và bảo vệ môi trường là lợi ích rõ nhất khi chị tham gia liên kết này. Mình rất là vui vì là thực ra là nó thay đổi toàn bộ cái cuộc sống của người làm chè, kể cả cải thiện, kể cả về sức khỏe, kể cả về thu nhập. Đấy là cái niềm mà mong mỏi của người làm chè từ trước đến giờ. Tất cả các đơn vị của công ty nói chung là đều hưởng ứng đến cái chương trình chè sạch này. Từ năm 2013 là sản phẩm của công ty chúng tôi là đạt tiêu chuẩn EU. Với cái chất lượng như thế thì cái nhu cầu của khách hàng cũng càng ngày càng tăng và họ rất tin tưởng vào cái chất lượng và cái phục vụ của doanh nghiệp. Tiến tới là tự động hóa rất là nhiều khâu trong quá trình để mà nâng cao chất lượng cũng như là giảm giá thành trong sản xuất. Cây chè là một trong 6 cây trồng chủ lực của tỉnh Tuyên Quang. 5 năm trở lại đây, diện tích chè tăng gần 400 ha, đến nay đạt hơn 8.000 ha. Sản lượng búp tươi hàng năm đạt trên 65.000 tấn. Giá trị sản xuất chè chiếm 7,6% tổng giá trị sản xuất ngành trồng trọt của tỉnh. Trong cơ cấu giống chè cũng có sự thay đổi. Chè chất lượng, năng suất cao được đưa vào trồng thay thế cho các giống chè trung du. Nhờ sản xuất sạch, giá trị và thương hiệu của sản phẩm chè Tuyên Quang được nâng cao.
Trong những năm qua, sản phẩm chế biến chè là một trong những cái sản phẩm chiếm tỷ trọng khá lớn trong cái cơ cấu về giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh. Sản lượng bình quân giai đoạn 2010-2020 đạt trên 13.000 tấn năm. Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh năm 2010 là đạt trên 750 tỷ đồng. Đồng thời, chế biến chè đã đóng góp cho xuất khẩu của tỉnh bình quân là 3.000 tấn một năm, giá trị xuất khẩu đạt gần 5 triệu USD. Để phát triển ngành chè, thì trong thời gian tới, ngành công thương sẽ chủ động phối hợp với các ngành liên quan, đặc biệt là ngành nông nghiệp và khoa học công nghệ để rà soát, nghiên cứu và định hướng cho các cái đơn vị sản xuất chè nhằm phát huy cái kết quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn hạn chế về nguyên liệu tiêu thụ sản phẩm, và qua đó thì đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và từng bước phát triển để đóng góp nhiều hơn nữa vào cái sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Để phát triển ổn định, bền vững, tỉnh Tuyên Quang tập trung vào sử dụng giống mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, thâm canh nâng cao năng suất. Tỉnh Tuyên Quang cũng xác định chỉ mở rộng diện tích trồng mới ở những nơi có đất đai tập trung, có điều kiện đầu tư thâm canh. Song song với đó, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh quảng bá để sản phẩm chè Tuyên Quang ngày càng vươn xa hơn tới thị trường trong nước và quốc tế.